Thưa quý vị, cắt đôi que thử test nhanh HIV và viêm gan B. Mỗi mẫu máu chỉ được sử dụng một nửa que thử nhằm ăn bớt vật tư. Trộn máu của bốn người khác nhau vào rồi thử chung một lần cho ra kết quả bốn người giống hệt nhau. Nếu một trong số bốn người bị HIV thì cả bốn người sẽ có kết quả dương tính hoặc ngược lại. Người có HIV có thể nhận kết quả là không bị. Đây là những hành vi có thật xảy ra tại Bệnh viện Sanh Pôn Hà Nội vừa được báo chí phát giác bệnh viện sanh pôn là bệnh viện trực thuộc sự quản lý của sở y tế hà nội với phương pháp xét nghiệm này mỗi ngày có hàng chục bệnh nhân ra về với kết quả trên tay mà không hề biết rằng chỉ có một nửa số vật tư y tế được sử dụng để các kỹ thuật viên làm xét nghiệm trong khi đó số tiền xét nghiệm lại vẫn phải đóng đầy đủ theo quy định đáng chú ý theo các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực hóa sinh đây là hành vi không thể chấp nhận được bởi hoàn toàn có thể làm sai lệch kết quả xét nghiệm của người bệnh theo ghi nhận của báo chí tại phòng xét nghiệm miễn dịch của khoa vi sinh ngày nào cũng diễn ra cảnh cắt đôi que thử tất cả các kỹ thuật viên làm việc trong căn phòng này đều có hành vi cắt que thử và tiến hành làm xét nghiệm hiv và viêm gan b cho bệnh nhân trên những que đã bị cắt đôi với phương pháp này nếu không may một bệnh nhân bị hiv chẩn đoán nhầm thành âm tính hậu quả không biết sẽ ra sao trung bình một ngày hàng trăm bệnh nhân thực hiện xét nghiệm hiv và viêm gan b thì số lượng que thử dư ra là không hề nhỏ theo giá thị trường một bộ kit xét nghiệm HIV gồm 100 que thử có giá là 3 triệu đồng. Liên quan đến sự việc này, ngay trong chiều mùng 9 tháng 12, bệnh viện Sanpohn đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác phó trưởng khoa vi sinh y học, kỹ thuật viên trưởng và một kỹ thuật viên để xác minh giải quyết vụ việc. Lãnh đạo bệnh viện Sanpohn khẳng định, hành vi cắt que thử, trộn mẫu máu của các kỹ thuật viên hoàn toàn không phải chủ trương và không được phép của bệnh viện và bệnh viện sẽ làm rõ sai phạm, xử lý nghiêm các tập thể cá nhân có liên quan. Ngay sau đó, trong tối ngày 9 tháng 12, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho hay, cán bộ Sở Y tế Hà Nội đã làm việc với Bệnh viện Sanh Pôn đến tận tối muộn để đánh giá số que thử xét nghiệm. Giải trình ban đầu của bệnh viện là bệnh viện vẫn sử dụng que thử đấu thầu tập trung như thông thường để xét nghiệm và trả cho người bệnh. Loại xét nghiệm bị cắt đôi này là hàng được tài trợ, chỉ dùng để thử nghiệm, không trả cho người bệnh. Tuy nhiên, chúng tôi chưa chấp nhận giải trình này và yêu cầu phải làm rõ xử lý nghiêm khắc, bà Hà cho hay. Về số người đến xét nghiệm HIV và viêm gan B tại bệnh viện Sanh Pôn, bà Hà cho biết tùy theo ngày, nhưng Sanh Pôn là một trong bốn bệnh viện lớn nhất của Hà Nội với 600 giường bệnh, 1.000 cán bộ, khám cho 600.000 người trên một năm và điều trị nội trú cho 45.000 người trên một năm. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin về sự việc. Quý vị hãy để lại bình luận, đăng ký kênh, nhớ bấm vào biểu tượng chiếc chuông để nhận những tin nóng mới nhất. Xin cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.